Thương chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Tiết học tập làm văn nghị luận hôm nay, cô sẽ tiếp tục giới thiệu với các em bài cách làm sau khi ta đã tìm hiểu bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Tiết trước, cô yêu cầu các em học thuộc dàn ý của bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý và bàn về đức tính khiêm nhường phần gian ý thì cô không nhắc đến nữa nhưng bàn về đức tính khiêm nhường thì cô lưu ý các em trong phần giải thích các em phải giải thích được khiêm nhường là nhúng nhường là khiêm tốn không tự đề cao mình về phần bình luận trong phần biểu hiện thì các em phải nêu được người có đức tính khiêm nhường thì phải luôn hiểu mình biết người nhã nhặn lắng nghe ý kiến của người khác và khiêm tốn học hỏi tự nỗ lực để tiến bộ chứ không có khoe khoang bản thân vậy thì vì sao mỗi người cần có đức tính khiêm nhường đó là chúng ta có ba lý lẽ một là tạo được mối quan hệ gần gũi với những người xung quanh hai là tự nhận ra mặt hạn chế của bản thân để phấn đấu vươn lên thứ ba là được mọi người quý trọng và dễ thành công trong cuộc sống để làm sáng tỏ hơn à, cái đánh giá nhận định của mình thì ta đưa dẫn chứng về tính khiêm nhường của bác hồ và ta kết luận đức tính khiêm nhường là rất cần thiết trong cuộc sống trong phần luận thì ta phê phán những kẻ kiêu căng tự mãn xem thường người khác à, về hướng hành động thì ta chú ý nha khiêm nhường không có nghĩa là tự ti tự hạ thấp bản thân mình đồng thời luôn hòa nhã tôn trọng lắng nghe và học hỏi người khác đó chính là thể hiện cái nét đẹp văn hóa văn minh lịch sự và phải ý thức rằng tự cao tự đại là tự hại mình phần kết bài các em chốt lại khiêm nhường là đức tính tốt đẹp để nâng cao giá trị con người về phần liên hệ thì các em liên hệ tới bản thân mình cần rèn luyện đức tính này Mục tiêu cần đạt của bài này là giúp các em biết làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý một cách trọn vẹn. Bây giờ cô và các em sẽ sang phần 1 la mã, đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Ta sẽ tìm hiểu qua 10 đề bài trong sách giáo khoa trang 51-52. Ta đọc qua 10 đề này nhé các em. Đề 1. Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn đẻo cày giữa đường. Đề 2, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đề 3, bàn về tranh giành và nhường nhịn. Đề 4, đức tính khiêm nhường. Đề 5, có chí thì nên. Đề 6, đức tính trung thực. Đề 7, tinh thần tự học. Đề 8, hút thuốc lá có hại. Đề 9, lòng biết ơn thầy cô giáo. Đề 10, suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Các em điền vào ô cuối những đề bài em cho là đúng. Đề có mệnh lệnh, tư tưởng đạo lý được thể hiện qua câu chuyện, câu tục ngữ. Đề không có mệnh lệnh, dẫn thẳng vào tư tưởng đạo lý. Như vậy các em thấy chưa? Đề 1, 3 và 10 có mệnh lệnh là suy nghĩ và bàn. Còn đề 2, 4, 5, 6, 7 8 và 9 là đề không có mệnh lệnh và dẫn thẳng vào tư tưởng đạo lý. Câu hỏi A. Các đề bài trên có điểm gì giống nhau và chỉ ra sự giống nhau đó? Các em thấy không? Giống nhau là ở thể loại. Cả 10 đề đều là nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Về phép lập luận thì cả 10 đề cũng đều sử dụng các phép lập luận như giải thích, chứng minh, phân tích, và tổng hợp câu b mỗi em tự nghĩ ra một đề bài tương tự một số đề bài tương tự như suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn bó đũa đạo lý nhất tự vi sư bán tự vi sư bàn về dũng cảm và hèn nhát đức tính giản dị có công mài sắc có ngày nên kim hoặc suy nghĩ từ câu tục ngữ con người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn. Sau khi tìm hiểu về hình thức và nội dung của dạng đề nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý, ta sang phần 2 La Mã, đó là cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Thì cũng như các thể loại văn khác, cô và các em cùng tìm hiểu cách làm bài qua một đề bài mà sách giáo khoa đã cho chúng ta. Các em đọc kỹ đi, suy nghĩ về đạo lý, uống nước, nhớ nguồn. Các em còn nhớ là ta sẽ thực hiện mấy bước để hoàn chỉnh một bài văn không? À, có bốn bước các em. Bước 1 là tìm hiểu đề và tìm ý. Bước 2 lập dàn ý. Bước 3 viết bài. Bước 4 là đọc lại và sửa chữa. Bây giờ ta sẽ đi vào bước 1 là bước tìm hiểu đề và tìm ý. Thì đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu đề. Trong bước này, các em đọc lại đề, các em gạch dưới những từ khó, từ chính và sau đó các em tìm hiểu về ba yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất đó là yếu tố về tính chất, về nội dung và về tri thức cần có khi ta tìm hiểu đề. Về tính chất, ta thấy đề này đó là đề nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý về nội dung đề bài yêu cầu ta suy nghĩ về câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn về tri thức cần có thì ta cần phải hiểu biết về câu tục ngữ về đời sống có nghĩa là về dòng chảy của ý nghĩa mà câu tục ngữ này được sử dụng được vận hành trong đời sống chúng ta vừa thực hiện xong bước thứ nhất đó là bước tìm hiểu đề bây giờ thứ hai trong cách làm bài văn nghị luận thì chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bước tìm ý như vậy tìm ý là gì tìm ý có nghĩa là chúng ta phải dựa vào nghĩa của câu tục ngữ và chúng ta sẽ dựa vào cái lệnh đề suy nghĩ về nghĩa của câu tục ngữ thì cô hướng dẫn nghĩa đen và nghĩa bóng nhưng ở bài này cô ghi nghĩa bóng mà thôi vậy thì nghĩa bóng đó là gì uống nước có nghĩa là con người được hưởng cái thành quả từ vật chất và tinh thần nhớ nguồn là sự biết ơn những người đã làm ra cái thành quả ấy về lệnh đề suy nghĩ lệnh đề này bắt buộc chúng ta phải hiểu biết về câu tục ngữ có nghĩa là chúng ta phải hiểu biết câu tục ngữ chứa cái nội dung đó chính là đạo lý, đó là truyền thống của người Việt. Và từ lệnh đề suy nghĩ này, ta đưa ra cái đánh giá, nhận định có nghĩa là bình luận cái ý kiến riêng của mình về đạo lý mà câu tục ngữ truyền dẫn. Ta vừa tìm hiểu xong bước 1, đó là bước tìm hiểu đề và tìm ý. Ta sang bước 2, đó là bước gì vậy các em? À, bước 2 chính là bước lập dàn ý à, Trong bước này ta xây dựng với bố cục 3 phần Các em chắc sẽ còn nhớ Đó là mở, thân và kết bài Mỗi phần thì đều có một nhiệm vụ riêng Đầu tiên là phần mở bài Giới thiệu câu tục ngữ và tư tưởng chung của nó Phần thân bài thì các em lập thành 5 mục Mục thứ nhất là một giải thích các em giải thích từ cụm từ và nghĩa bóng của cả câu tục ngữ một thứ hai là một biểu hiện thì trong mục này các em phải ghi rõ cái nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ có ảnh hưởng gì đến cái biểu hiện về tư tưởng về đời sống của người việt chúng ta ở mục ba đó là một nhận định mục này các em phải liệt kê theo cái hình thức đó là gạch đầu dòng các lý lẽ các dẫn chứng để làm rõ cho cô hỏi vì sao chúng ta phải thực hiện theo đạo lý nhớ ơn và nhớ nguồn một thứ tư đó là một phê phán thì đối tượng cần phê phán là ai các em phải ghi rõ đó là ai các em đó là những kẻ vô ơn một thứ năm đó là hướng hành động đây là bước nâng cao tư duy các em phải ghi rõ phương hướng để khích lệ mọi người cống hiến cho xã hội. Thì như thế mới tiếp tục duy trì được truyền thống nhớ ơn của dân tộc ta phải không? Phần cuối cùng là phần kết bài. À, các em kết luận ý nghĩa tư tưởng của câu tục ngữ. Vậy thế các em? Ở bước 2 lập dàn ý có quan trọng trong cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý không các em? à, ờ, đó là rất là quan trọng nha các em vì nếu không có bước này thì các em sẽ dễ lạc lối trong lúc viết hoặc viết thiếu viết non về nội dung về ý kiến bàn luận của mình ta sang bước thứ ba bước viết bài bước này đòi hỏi các em phải đọc thật kỹ nội dung hướng dẫn của sách giáo khoa và biết phân tích để đưa ra các thao tác viết thì đầu tiên, sách giáo khoa hướng dẫn cách viết phần mở bài ra sao các em? Có mấy cách? Có hai cách, đó là đi từ chung đến riêng, đi từ thực tế đến đạo lý. Phần thân bài gồm nhiều đoạn thì theo các em, cơ bản là những đoạn nào? Đoạn giải thích, đoạn nhận định đánh giá, đoạn phê phán và đoạn hướng hành động. Ta sẽ sử dụng các phép lập luận nào để viết các đoạn trong phần thân bài à, đó là các phép như chứng minh giải thích phân tích và tổng hợp đây là những phép lập luận mà các em đã được học rồi như vậy muốn bài viết mang tính cá nhân độc đáo và thuyết phục thì ta cần chú ý điều gì à, ta lựa chọn góc độ riêng để giải thích đánh giá và đưa ra ý kiến riêng của mình Đọc phần kết bài trong sách giáo khoa thì em thấy sách giáo khoa hướng dẫn mấy cách viết. Hai cách: đi từ nhận thức tới hành động và đi từ tính chất tổng kết. Để giúp các em có phương pháp viết các đoạn trong phần thân bài thì cô mời các em tham khảo một đoạn nhỏ trong đoạn nhận định. Tư tưởng của câu tục ngữ hướng con người đến những hành động đúng đắn thước đo nhân cách của con người cũng được xem xét từ đây. đạo lý nhớ nguồn ngày nay còn được hiểu là không quên tổ tiên nội giống, đó là nguồn đất nước; không quên những người đã chiến đấu hy sinh để bảo vệ quê hương; không quên những ai dạy dỗ giúp đỡ mình, đó là nguồn xã hội; không quên ông bà cha mẹ người thân, nguồn gia đình. Tư tưởng ấy không biết tự bao giờ đã trở thành truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc như vậy bước này là bước quan trọng nhất muốn làm tốt bước này thì đòi hỏi các em phải luyện tập nhiều học tập các cách viết khác nhau rút tỉa kinh nghiệm viết đi viết lại cho nhuần nhuyễn và trôi chảy cô và các em sang bước thứ tư bước cuối cùng trong cách làm bài đó là bước đọc lại bài và sửa chữa à, các em thường bỏ qua bước này lắm thì theo các em khi đọc lại bài thì ta cần chú ý sửa các lỗi nào đó là lỗi chính tả lỗi liên kết câu liên kết đoạn chưa hợp lý và đặc biệt là lỗi diễn đạt bốn bước trong cách làm bài thì không bước nào là thừa đâu các em để giúp các em nhớ bài học chúng ta đọc phần ghi nhớ và trả lời các câu hỏi sau. Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý thì ta dùng các phép lập luận nào? À, đó là các phép giải thích, chứng minh, phân tích và tổng hợp. Có mấy bước để làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý? À, có bốn bước như nãy giờ chúng ta đã từng làm rồi ha dạng ý chung của bài nghị luận một vấn đề tư tưởng đạo lý thì dạng ý chung cô không nhắc lại nữa để thuyết phục người đọc đồng thuận với ý kiến của mình thì người viết cần phải có chủ ý gì thì bài viết cần lựa chọn góc độ riêng để giải thích đánh giá và đưa ra được ý kiến của người viết lập dạng ý cho đề tinh thần tự học thì đây là bài tập để giúp cho các em củng cố và ôn tập lại bài học. Các em thử dùng giấy nháp để chúng ta lập dạng ý cho đề bài này xem. Dạng ý của đề bài tinh thần tự học như sau. Mở bài. Tinh thần tự học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đây là phần giới thiệu vấn đề cần bàn, phải không các em? phần thân bài một giải thích học là hoạt động thu nhận kiến thức và hình thành kỹ năng của một người nào đó do đó mọi sự học luôn luôn là tự học phần biểu hiện người có tinh thần tự học luôn chủ động tiếp cận với kiến thức phần nhận định vì sao cần nâng cao tinh thần tự học ta trả lời bằng lý lẽ kiến thức nhân loại thì bao la mà sự hiểu biết của con người thì có hạn. Nâng cao tinh thần tự học là bổ sung những kiến thức còn thiếu trong sách vở, rèn thêm những phẩm chất khác như là tự giác, sáng tạo, kiên nhẫn, tự tin, khiêm tốn vân vân. Tự học còn giúp cho ta tìm được niềm vui hạnh phúc trong việc chiếm lĩnh tri thức của nhân loại. Phần dẫn chứng thì cô đưa ra ba dẫn chứng, đó là tấm gương của Mạc Đĩnh Chi, của Bác Hồ và của Edison. Ta phê phán những kẻ lười học, ỷ lại, dựa dẫm việc học vào người khác và không thấy được tầm quan trọng của việc học. Về hướng hành động, thì hướng hành động đúng đắn đó là siêng năng tích cực chủ động trong học tập, biết chọn phương pháp học một cách khoa học, hiệu quả và lâu dài. Phân kết bài, thì tinh thần tự học là đức tính tốt đẹp, nâng cao giá trị của con người. Là học sinh thì chúng ta phải rèn luyện đức tính này chúng ta vừa tìm hiểu xong bài cách làm về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Bây giờ ta đến phần củng cố bài học và hướng dẫn chuẩn bị bài mới: đầu tiên thì các em phải đọc thật kỹ lại các bài nghị luận về đạo lý khiêm nhường và tinh thần tự học; học thuộc dàn ý bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý; các em ôn lại các bước làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Các em làm đề bài sau trong vở bài tập. Trong trang Word gửi về cho các thầy cô của các em. Đề bài như sau: Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế đăng bài Thủ tướng kêu gọi tinh thần tương thân tương ái trong phòng chống dịch Covid-19. Bài viết ghi rõ lời ông: "Hãy nêu cao tinh thần đoàn kết" tương thân tương ái thương người như thể thương thân lá lành đùm lá rách của dân tộc điều bao đời nay luôn là giá trị nền tảng của dân tộc việt nam và đem lại sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi khó khăn thử thách đi đến thắng lợi cuối cùng em có suy nghĩ gì về lời kêu gọi này bài văn nghị luận trên các em sẽ làm và gửi bài về mail của các thầy cô giáo dạy bộ môn của mình Hạn chót là một tuần sau khi bài học được đưa lên trang học trực tuyến của trường. Và cuối cùng là các em soạn bài mới, nghị luận về tác phẩm truyện hoặc là đoạn trích. Phần tiếp theo là phần ghi bài học vào vở. Các em ghi vào vở đầy đủ nhé. Các em học sinh khối 9 trường trung học cơ sở Chu Văn An thân mến. Cảm ơn các em đã theo dõi tiết dạy của cô. Các em nhớ nhé. mọi thắc mắc về bài giảng có em có thể gửi về mail võ nhiễu 433a.gmail.com Số điện thoại là 0983311779 Một lần nữa, chân thành cảm ơn các em.